Đây là siêu phẩm của bạn gì nhỉ? Cháu là tên gì nhỉ? Lê Văn Quốc Uy. Lê Văn Quốc Uy các bạn nhé. Tên kiều đốt. Đấy. Bọc túi bóng, khởi công các bạn nhé. Còn là bạn Quân chế lại nhỉ. Chế lại thì con cánh cốc các bạn ạ. Đây, các bạn nhờ chứng kiến siêu phẩm đến các bạn nhé. Đấy, chặt chưa? Đây nào các bạn nhé. Hơi lánh xíu các bạn nhé, với lại gập lẻo các bạn. Đấy, vẫn bắt tay ngon đúng không nhỉ? Bây giờ bạn Quân bạn nó chỉnh lại một xíu các bạn nhé, chỉnh xíu nhỏ thôi. Đâm quả thứ hai, đâm quả thứ hai các bạn nhé, nhả cho nó đỡ cong được một xíu không? Nhả cong một xíu để tự nhiên nó đẹp hơn các bạn nhé. Đây, mình sẽ ngâm dần này các bạn xem. Đấy, lên nó khá đẹp các bạn nhé. Đấy, lại gốc lèo các bạn nhé. Đấy, bạn Quân này các bạn thấy không? Đấy, bạn Quân chào mọi người cái nào? Chào bạn nha. Bạn Quân trong cái video cái kênh của mình là bạn Quân khá nổi các bạn nhé. Đấy, xuất hiện rất là nhiều video. Đấy, bạn này bạn gì nhỉ? Bạn Cúc Uy nãy mình nói rồi nhưng mà bạn mình quên các bạn nhé. Ui à, lên các bạn này. Ở trong mây luôn rồi các bạn ơi. Hiền. Nuôi tôi, nuôi nhìn với tôi. Kéo bắt tay được rồi các bạn nhé.